Chủ đề hôm nay là những cây bút độc đáo Và thưa quý vị, nhờ sự phát triển của công nghệ kỹ thuật mà bây giờ chúng ta có những cây bút viết mãi không hết mực Hay là bút vẽ hình 3D nhanh chóng tiện lợi Với những cây bút này hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ biết ngay sau đây Chào mừng quý vị tái ngộ với tuần này có gì mới và không để mất nhiều thời gian, Hồng Hoa sẽ vào đề ngay với cây bút không bao giờ hết mực. Quý vị có thể thấy trên màn hình là một cây bút bằng kim loại, ốp gỗ rất là sang trọng nhưng cũng không khác mấy so với các loại bút máy bình thường. Tuy nhiên, đây là một cây bút rất đặc biệt, nó không sử dụng mực nhưng vẫn có thể viết trên giấy bình thường và dĩ nhiên chữ viết không thể phai đi được. Tên của cây bút này là Forever, bút do Pininfarina, một hãng thiết kế xe hơi sáng tạo ra. Bên trong cây bút là ngòi viết được làm từ một loại hộp kim đặc biệt có tên là Etherap, chính nhờ loại hộp kim này mà bút viết được mãi mãi. Sản phẩm này sẽ được bán kèm với một quyển vở đặc biệt làm từ đá bột, chống được nước và có độ bền rất cao. Hiện tại thì giá bán của mẫu bút này chưa được công bố. Thưa quý vị, trước đó vào năm 2010 thì hãng Vast 19 cũng giới thiệu một sản phẩm có tên là bút kim loại không mực theo mô tả của hãng thì ngòi bút cũng được làm từ một loại hợp kim đặc biệt. Khi đặt bút viết thì một lượng nhỏ kim loại sẽ lắng lại, chữ viết ra nhìn thoáng qua giống như ngòi chì nhưng lại không tẩy xóa được. Bút kim loại của Vap 19 khá được nhiều người yêu thích vì tính tiện lợi của nó. Chúng ta có thể viết lên bất kỳ mặt phẳng nào rất dễ dàng, ngay cả khi mặt phẳng đó là kim loại ngoài lại bút không mực kể trên, hồng hoa sẽ giới thiệu đến quý vị một loại bút đó là bút vẽ tạo hình 3D đầu tiên trên thế giới đó là bút 3 đồ của hãng bút sản xuất chức năng của 3Doodle cũng giống như chiếc máy in 3D chúng ta có thể tự tay mình vẽ ra những đồ vật thật kích thước tùy ý. Nói cho đơn giản thì bút vẽ 3D này hoạt động giống một khẩu súng bắn keo, thường được sử dụng khi làm đồ thủ công, tức là bắn keo lỏng ra và chờ cho nó khô lại. Nhưng điểm khác biệt là loại bút vẽ 3D này sử dụng nhựa ABS hoặc là nhựa PLA. Hai loại nhựa này khi gặp không khí là khô lại ngay lập tức nên chúng ta có thể viết và tạo hình ở bất kỳ chỗ nào. Bút có lớp vỏ nhựa đen cứng, trọng lượng không quá nặng, có thể cầm được thoải mái. Ở gần đầu bút là hai nút cao su hình mũi tên để kiểm soát tốc độ bắn ra của nhựa chảy bên trong bút. Bút còn có quạt tản nhiệt và đèn LED để báo hiệu lúc nào thì nhiệt độ bút đã đủ để sử dụng. Điểm hơi bất tiện của loại bút này là phải cắm điện mới sử dụng được. Vì nếu gắn pin thì bút sẽ rất nặng, khó mà linh hoạt khi viết hoặc là vẽ. Ở gần cổng nguồn là nút khởi động với ba sự lựa chọn tắt, PLA và ABS. Tùy theo nhu cầu mà chúng ta có thể chọn chế độ thích hợp. Ví dụ như là để in nhựa ABS, chúng ta sẽ chờ cho bút nóng lên ở nhiệt độ là 230 độ C. Thời gian chờ đợi là chưa đến 1 phút. Khi đèn LED sáng lên, chỉ cần cắm nhựa in vào phần khe ở phía sau và chờ thêm khoảng 5 giây nữa để nhựa vung ra ở đầu bút. Bây giờ thì chúng ta có thể vẽ hoặc viết một cách rất là thoải mái. Thưa quý vị, với những ai mới sử dụng thì có lẽ cần phải luyện tập một chút bằng cách là đồ lại những mẫu vẽ 2D đã có sẵn. Nhưng mà khi đã quen rồi thì hãy tự mình tạo ra những hình 3D trong không khí. Rất nhiều tác phẩm 3D ấn tượng đã được tạo ra từ loại bút này. Nhưng khi sử dụng phải hết sức cẩn thận thưa quý vị Bởi khi mà sử dụng thì nhiệt lượng tỏa ra từ cây bút có thể làm chúng ta cảm thấy hơi khó chịu Và nhựa in sẽ hết rất là nhanh nên chắc chắn sẽ rất là tốn kém Giá bán của bút 3D Đức L là 100 đô la Mỹ. Hiện tại thì không chỉ giới họa sĩ, giới thiết kế chuyên nghiệp mới chờ đợi sản phẩm này, mà ngay cả những người nghiệp dư ngoài ngành cũng rất nóng lòng muốn sử dụng cây bút độc đáo này ngay trong năm nay.